hay quá, nhưng mà con phải xử lý cái mic nữa. Dạ. Còn con cái mic nữa, cái giọng thấp thì con phải xử lý cự ly đó, mà giọng cao con phải xử lý ra chứ không nó bị over cái giọng. Dạ. Nha. Yêu quái đúng không? Yêu quái muốn thôi miên, muốn ăn thịt bạn này thì mình phải làm sao cho nó yêu quái lên. Xe đạp một bánh như lại áo thật lắc dòng lửa. À. Wow. Nhưng mà cô Thi nghe lửa thì sợ quá. Con không sợ hả? Dạ không. Không cho nó trôi nhịp nha, rock là phải đúng nhịp theo cái beat, theo cái tiết tấu của rock. Dạ. Không thể nào con tụi con lên sân khấu mà diễn cái này được. Nhiều bay đỡ quá bị đuối đúng không? Đó là phải ngừng lại. Giờ đèn nào mình mới đi? Đèn vàng thì chạy chậm, đèn xanh thì chạy luôn. À, vậy. Oppo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình.